sai iPhone nhưng chưa từng biết đến bài của sạc nhanh này thì thật là thiếu sót. Cùng mình điểm qua này nhé. Top 1 tên của sạc nhanh Anker 20W. Với mình, đây là em sạc nhỏ và có vỏ, theo đúng cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng luôn nha. Thiết kế nhỏ gọn, dạng lục giác bo tròn các góc rất thẩm mỹ, trọng lượng siêu nhẹ, hỗ trợ sạc nhanh với công suất đầu ra 20W, tương thích với nhiều thiết bị từ iPhone, iPad cho đến Samsung, Xiaomi. Có thể sạc nhanh iPhone 11 lên đến 53% chỉ trong vòng 30 phút. Chỉ với 350.000 mà có ngay em củ sạc nhanh siêu tiện lợi đây thì cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm nha. Chỉnh điểm trên người, chọn nha. Tiếp theo, củ sạc OK 20W cũng là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Xét về độ nhỏ gọn, nhỏ không kém cạnh như củ sạc Anker 20W. Phí cắm còn có thể gặp lại được nên vô cùng an toàn. Trang bị cổng sạc USB-C, công suất sạc 20W, hỗ trợ sạc nhanh QuickTrigger 2.1, giúp sạc nhanh và tương thích với nhiều dòng iPhone 11, iPhone 12, iPad mini, iPad Pro 11, iPad Air, cũng như các dòng điện thoại Android đời mới. Hỗ trợ sạc nhanh điện thoại lên 50% chỉ trong vòng 30 phút, giá rẻ chỉ 290.000 thôi, mà giúp nộp năng lượng mọi lúc mọi nơi và tăng tuổi thọ pin. Em này thì được 8.5 trên 10, bỏ túi ngay nha. Cuối cùng là củ sạc 25W USB-C PD 3.0 backing, cũng nhỏ gọn, dùng chung vẫn mỏng nhẹ, không chiếm quá nhiều diện tích ở ổ điện. Hỗ trợ sạc nhanh Power Delivery với công suất 25W, sạc pin siêu tốc, giúp sạc nhanh thiết bị Samsung từ 0% lên 50% chỉ trong vòng 26 phút và Apple trong vòng 30 phút. Với mình, em này xứng đáng được 9,5 trên 10 nha, nên giá cũng nhỉnh hơn là 420k. Một em này đảm bảo không bao giờ thất vọng. Cả ba củ sạc đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Trên đây chỉ là những đánh giá cá nhân của Linh mà thôi. Còn bạn ý thích củ sạc nào? Comment bên dưới hoặc là nhấn vào giỏ hàng để mua ngay nhé.